Koo Hee-sun tái xuất màn ảnh gây quỹ cộng đồng hậu ly hôn An Jae-hoon. Theo báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc mới đây, Koo Hee-sun quyết định sẽ tham gia dự án phim điện ảnh Dark Yellow với tư cách là diễn viên, đạo diễn và biên kịch. Dự kiến phim sẽ khai máy vào tháng 6 tới. Dark Yellow kể về cuộc sống của một người phụ nữ. Cô đang làm việc trong một cửa hàng hoa màu vàng. Điều gì sẽ xảy ra khi một người đàn ông lạ mặt quan tâm đến cô và bắt đầu xâm phạm không gian riêng tư của cô? Theo đó, phần tóm tắt được đăng trên Instagram của Koo Hee-sun tiết lộ, Dark Yellow thuộc thể loại kinh dị, tập trung vào nỗi sợ hãi của phụ nữ xung quanh quyền lực, không theo ý nghĩa trừu tượng mà theo nghĩa tự nhiên. Dark Yellow là một dự án gây quỹ cộng đồng trên nền tảng Wadis. Quá trình thực hiện bộ phim sẽ được chia sẻ, tiết lộ với công chúng. Những người ủng hộ sẽ có thể nhận được hàng hóa và các sản phẩm hậu trường từ quá trình sản xuất, cũng như có cơ hội tham dự buổi chiếu phim. Koo Hee-sun nói, tôi hy vọng dự án này được sản xuất với sự hợp tác của Wadis sẽ là cơ hội để chúng tôi giao tiếp với fan, những người ủng hộ và khán giả. Công ty quản lý MIMI Entertainment của Koo Hee-sun cho biết thêm, chúng tôi hy vọng Dark Yellow sẽ trở thành một điểm hẹn cho khán giả. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc chia sẻ quy trình sản xuất và dành không gian để thảo luận về kết quả, cũng như các chương trình khuyến mãi khác cho dự án. Năm 2016, Koo Hee-sun và An Jae-hoon công khai hẹn hò. Mối tình của cả hai nảy sinh sau khi họ đóng chung phim Bác sĩ Macaron. Điều bất ngờ, sau khi công khai không lâu, cặp đôi tuyên bố kết hôn. Trong 3 năm chung sống, cặp sao nhiều lần khiến khán giả ngưỡng mộ về chuyện tình yêu ngôn tình của mình. Tuy nhiên, hồi tháng 8 năm 2019, cả hai khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi thông báo đường ai nấy đi. Sau nhiều tranh cãi đổ lỗi cho đối phương về nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân, tháng 7 năm 2020 được thỏa thuận ly hôn. Thời điểm mới chia tay An Jae-hoon, Koo Hee-sun có dấu hiệu bất ổn về tinh thần khi liên tục để lộ tâm trạng u uất, suy nghĩ tiêu cực. Sau đó, cô tuyên bố tạm rút lui khỏi ngành giải trí để sang nước ngoài nghỉ ngơi. Hơn nửa năm sau khi ly hôn, Koo Hee-sun lấy lại được vẻ rạng rỡ và vui vẻ trước đây và trở lại làng giải trí với nhiều hoạt động như album nhạc, viết sách, vẽ tranh. Nữ diễn viên 8X còn khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo có bạn trai mới và mong muốn sẽ tổ chức đám cưới trong tương lai. Về phần An Jae-hoon, nam diễn viên sinh năm 1987, anh sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt điển trai. Song khi đóng phim, sau nam chưa thực sự được đánh giá cao về diễn xuất. Anh từng là tên tuổi được chú ý khi kết hôn cùng Koo Hee-sun năm 2016. Song sau khi cả hai ly hôn, hình ảnh của nam diễn viên bị gắn liền với người chồng bội bạc khi bị vợ cũ tố vô tâm, bỏ vợ ở nhà để đi chơi với bạn bè trong ngày sinh nhật. Sau khi ly hôn, cuộc sống của An Jae-hoon có phần im ắng. Anh ít xuất hiện tại các sự kiện cũng như hạn chế đăng tải trạng thái mới trên trang cá nhân. Có thể nói do ảnh hưởng từ chuyện ly hôn, hình ảnh và sự nghiệp của sao nam cũng bị liên quan. Hiện người hâm mộ mong anh sớm sắp lại tinh thần để sớm quay trở lại làng giải trí, gây dựng lại tên tuổi.